Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ 5 của làm thế nào để giết một tổng thống. Lầm lớn. Dù thế nào thì tổng thống Diệm cũng vẫn là một ông quan trọng tinh thần phụ mẫu chi dân, một ông quan trong giấc mộng kinh bang tế thế và được lập thành bởi tinh thần nho gia, dân chi sở ố, ố chi, dân chi sở hiếu, hiếu chi. Dân ghét cái gì, mình ghét cái đó. Dân thích cái gì, mình thích cái đó. Sở dĩ phải dẫn sách đại học ở đây vì ông Tổng thống thuộc nằm lòng sách này và thường đem từng câu ấy ra giảng dạy cho thuộc cấp. Khi trở thành Tổng thống, thì ông quan ấy trở nên một vị hoàng đế với tiêu chuẩn thừa thiên hành đạo. Ông cai trị dân với một thiên mạng của nho gia. Cho nên ta thường thấy ông luôn luôn nhắc đến chữ thành. Chữ thành lấy ở sách Trung Dung. Một tướng lãnh hiện nay vẫn còn giữ bản thủ bút của ông, do ông viết tay và cho đương sự làm món gia bảo, gồm 6 chữ Hán, nét chữ rất đẹp. Thành giả thiên chi đạo giả, thành là đạo của trời vậy. Trong tinh thần đó, ông quả là một vị minh quân ở tiền bán thế kỷ 19, nhưng giữa thế kỷ 20, và trong thực tại của miền Nam sau 1954, Tổng thống Diệm lại trở thành lạc lõng trong cơn giông tố của thời đại. Tuy tạo được uy quyền tối thượng, tuy giữ được hệ thống quốc gia, nhưng ông Tổng thống lại trở nên một pho tượng trong vườn ngự uyển. Trong khu vườn đó, ông tưởng ai cũng nghĩ như ông, cũng làm như ông và sống như ông sống. Ông lại quá tin nơi mình với mặc cảm uy quyền và ông ghen với uy quyền đó. Ông làm việc theo lời lối của một vị đường quan và quần thần chủ nghĩa. Vì vậy mà công việc được giải quyết theo khẩu lệnh và quần thần cứ y như thế mà làm, không mấy ai dám ho he phản đối. Theo nhân chứng Lương Khải Minh làm việc trực tiếp với Tổng thống Diệm và ông Nhu trong 9 năm thì có thể nói, nếu so với đức cha Ngô Đình Thục hay ông Cẩn, Tổng thống Diệm và ông Nhu đều biết ai hàng hạ, ai tân bốc, nhưng biết mà không nói, biết mà vẫn dùng. Sĩ quan tùy viên Lê Công Hoàng kể lại rằng, có một lần vào năm 1962, ở dinh Tổng thống trên Đà Lạt, ông Tổng thống cần đi gấp mà trong phòng lại không có đôi giày. Ông la Bồi, lúc ấy Bồi lại đi đâu vắng. Sĩ quan tùy viên vẫn đứng yên vì lấy giày cho Tổng thống không phải là việc của anh. Những việc như thế để Bồi nó làm, Tổng thống đã dặn như vậy. Thấy Tổng thống la Bồi biểu đi tìm giày, một ông bộ trưởng chạy đi tìm và mang giày lại. Ông Tổng thống mặt đỏ gay, nhăn nhó và gạt đi, nói một cách bực tức. Ê, để Bồi nó làm. Ông bộ trưởng tái mặt vì ngượng và sợ. Sĩ quan tùy viên nhìn ông bộ trưởng mỉm cười. Nhiều ông lớn tỏ ra hèn hạ một cách công khai, đã bị ông tổng thống mắng thẳng vào mặt. Riêng ông Nhu một lần thấy một ông đại quý mặc quân phục đeo loan, đẩy cho ông Ngô Đình Luyện dạo quanh dinh. Vì ông Luyện đau chân nên phải ngồi xe có tay đẩy. Ông Nhu cười rùi chỉ cho một sĩ quan hầu cận của tổng thống Diệm và nói, cái thằng cha đó sao nó lố như rước. Còn bao nhiêu cảnh hèn hạ tuyệt vời khác, như ông D cúi đầu tháo dây giày cho cậu Luyện. Ông L kia dở chán măng cua ăn thừa của đức cha một cách hoan hỷ. Lỗi lầm tai hại nhất của chế độ Ngô Đình Diệm chính là ở điểm như đã mặc nhiên chấp nhận những cái hèn hạ như vậy của cộng sự viên qua cái bản chất hèn của con người họ. Mà những con người ấy lại tiêu biểu cho quốc gia ở một ngành này hay một địa phương khác. Trong khi đó, Cộng sản luôn luôn tìm cách khai thác và tạo nên dư luận thành kiến để làm lớn cái hàng hạ kia, nhằm vào một cá nhân của chế độ rồi bôi đen chế độ qua những vết đen của cá nhân trong guồng máy chế độ. Người ta thường cho rằng, trong 9 năm Tổng thống Diệm chỉ làm vì và ông Nhu bao thầu mọi việc. Bác sĩ Tuyến cho rằng như thế rất sai sự thật. Ông Nhu chỉ là một thứ bổ sung cần thiết cho Tổng thống Diệm. Kể từ năm 62 và nhất là khi thành lập ấp chiến lược, thì công việc mới bắt đầu dồn lại phía ông Nhu. Nó dồn lại một cách mặc nhiên và ông Nhu cũng mặc nhiên chấp nhận.
Nhưng Tổng thống Diệm vẫn giữ quyền của ông mà không ai chia sẻ được, kể cả ông Nhu. Nhiều sự bổ nhậm trong quân đội cũng như hành chánh, khi đã có nghị định, bây giờ ông Nhu mới biết, nếu muốn đặt để ai ở một chức vụ quan trọng, ông Nhu chỉ đánh tiếng bằng những lời khen, ông ấy có khả năng, có tài về lãnh vực ấy. Khi chú Nhu đã nói như vậy thì ông Tổng thống tin ngay và chắc chắn đương sự được bổ nhậm. Nếu ông Nhu nói sự A khá cho hắn làm tổng giám đốc, thì theo bác sĩ Tuyến, chắc chắn ông A sẽ không bao giờ được bổ nhậm như ý ông Nhu muốn vì đã nhiều lần xảy ra như vậy. Nhưng nếu mọi sự việc không có ý của chú Nhu thì ông Tổng thống không yên tâm, như việc Thảo Diễn Văn chẳng hạn. Những năm đầu thì do ông Trần Chánh Thành viết, sau này do ông Lương Danh Môn, Tổng thư ký Bộ Quốc phòng, hoặc khi nào rảnh thì do ông Võ Văn Hải. Ông Hải đảm trách phần vụ viết diễn văn bằng Anh ngữ, nhưng ai viết cũng đều phải qua tay ông Nhu đọc lại. Diễn văn quan trọng thì tự tay ông Nhu viết. Dù ai viết và ông Nhu đã xem lại, ông Tổng thống thế nào cũng đọc kỹ và sửa một vài chữ mới bằng lòng. Một lần, theo lời viên sĩ quan hầu cận, Đại quý Bằng, ông Nhu đưa bài diễn văn qua phòng ông Tổng thống. Ông Tổng thống đọc rồi lắc đầu quầy quậy. Bài ấy ông gạch một chữ rồi cho gọi chú Nhu qua. Ông nói, sao lại tiến bộ? Ông Nhu giải nghĩa bằng tiếng Pháp. Ông Tổng thống lắc đầu. Tiếng Pháp đâu có thâm thúy bằng tiếng ta. Ông nói, tiến bộ là sai, phải dùng chữ đồng tiếng. Rồi ông lại nói một mình, đồng tiếng là mọi người cùng nhau tiến. Từ đó, ông đắc ý với hai chữ đồng tiếng, nên mới đặt tên cho những khóa học như khóa đồng tiếng, rồi kinh đồng tiếng và diễn văn luôn luôn có chữ đồng tiếng. Về diễn văn phải viết bằng tiếng Pháp thì do ông Nhu, về Anh văn do ông Võ Văn Hải hoặc Trương Bửu Điện và sau này là Tôn Thất Thiện. Dù vẫn phục ông Nhu về tài viết Pháp văn, nhưng thế nào ông cũng đọc lại rồi dở tự điển ra coi, cân nhắc cho chỉnh. Về Anh văn cũng thế, mặc dầu Tổng thống Diệm không có sở trường về Anh văn. Một lần viếng thăm một quân đoàn, ông tướng tư lệnh của quân đoàn này đọc mấy lời kính dâng ngô Tổng thống. Ông Diệm nhăn trán quát mắt vì trong đó có chữ Hán dùng sai. Buổi tối trở về phòng trong lúc vui chuyện, ông bảo viên sĩ quan hầu cận. Cái thằng nớ, nó người hoàng tộc sao nó ngu như rứa, nó học hành đến đâu hả? Ông thân sinh của nó xưa nay nó giỏi chữ Hán. Rồi ông Tổng thống nhớ mãi, vào khoảng tháng 10 năm 63, có sự đề nghị của ông tướng này tham chánh, ông Tổng thống lại nhắc đến cái bài kính dân xưa và nói với vẻ giận dữ, chữ nó còn không thông thì nó còn biết cái mô tây chi. Dù ông Nhu là một cần thiết không thể thiếu, song ông Nhu không dám qua mặt ông Anh một cách công khai, nhất là về phía hành chánh. Như trên đã viết, ông Nhu là một thứ bổ sung cần thiết cho ông Tổng thống. Trong bất cứ một vấn đề quan hệ nào, nếu không có ý kiến của ông em thì ông Anh không an tâm. Nhưng thế giới của ông Anh là riêng của ông Anh, ông em không thể nào xía vô. Hai thế giới cách xa nhau, màu sắc và bản chất cũng khác nhau. Căn phòng làm việc của ông Anh Tổng thống thì hoàn toàn vô trật tự. Giấy tờ hồ sơ ông để lung tung. Ông làm việc không theo giờ ấn định, không có lịch trình. Theo đại tá Đỗ Mậu khi vào trình Tổng thống về việc A, nhưng chỉ ít phút sau ông hỏi qua việc B, rồi lan man qua phạm vi tử vi tướng số. Ông thích hàn huyên tâm sự, thích nói chuyện đời xưa. Trái lại văn phòng làm việc của ông Nhu rất trật tự. Hàng ngày ông làm việc theo giờ giấc và đúng lịch trình. Ông làm việc tại văn phòng ông phía sau bàn giấy là tủ sách. Hồ sơ để theo thứ tự và xếp từng loại. Sự ngăn nắp này cũng dễ hiểu, vì ông là một tổng quản thủ thư viện và văn khố. Nhưng Tổng thống Diệm gặp đâu làm đó, lại luôn luôn giải quyết công việc bằng khẩu lệnh. Theo Lương Khải Minh, người ta thường cho rằng ông Nhu nói gì, ông Tổng thống nghe nấy. Điều đó không đúng. Ông Tổng thống chỉ nghe ông Nhu về những vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, chiến thuật và chiến lược. Ngoài ra,
những vấn đề khác, nhất là các vấn đề thuộc lĩnh vực hành chính và dinh điền. Ông Nhu đôi khi phải nhờ đệ tam nhân can thiệp với ông Tổng thống. Đệ tam nhân đó có thể là ông Nguyễn Đình Thuần, vừa là người của ông Tổng thống, vừa là người được lòng ông Nhu. Trường hợp bổ nhiệm Nguyễn Xuân Khương là điển hình. Tuy ông được bác sĩ Tuyến giới thiệu với ông Nhu khi ông Nhu muốn kiếm một người làm tổng giám đốc điền địa, có khả năng chuyên môn để phụ giúp ông Bộ trưởng Huỳnh Hữu Nghĩa. Trong giới kỹ thuật, Lương Khải Minh thấy ông Khương là kỹ sư chuyên về địa chánh, ăn nói lưu loát. Nhờ đó ông Khương được cất nhắc vì đang chú trọng đến công tác chỉnh trang lãnh thổ, nên ông Khương luôn luôn có dịp ở bên Tổng thống. Ông Tổng thống lại là người ưa thích xem họa đồ, nói chuyện đất đai lãnh thổ. Ông Khương là người lanh chân lẹ miệng, được lòng Tổng thống. Từ khi địa vị đã vững vàng, theo sát chân Tổng thống, ông Khương lờ luôn cả ông Nhu. Mọi việc nhất nhất ông Khương đều trình thẳng lên Tổng thống. Bởi vì nếu đã được lòng ông Tổng thống, dầu rằng ông Nhu có ghét cũng không sao. Tháng 6 năm 63, Nguyễn Xuân Khương được cử thay thế Hồ Đắc Khương làm đại biểu chính phủ tại Trung Nguyên. Ông Nhu chỉ biết ông Tổng thống đã quyết định bổ nhiệm ông Khương. Ông Nhu đành bóp đầu bóp trán. Hắn thì biết gì về chính trị mà cử ra đó. Nhưng ông anh đã quyết định thì ông em cũng đành phải theo rồi tìm đệ tam nhân nắm Nguyễn Xuân Khương. Một thí dụ khác, ông Võ Văn Hải và ông Nhu, hai bên không ưa nhau. Ông Hải có thành kiến và ghét luôn những người làm việc với ông Nhu. Ông Hải công kích bà Nhu công khai. Thế nhưng hai người vẫn làm việc song song, đối đầu nhau. Có những việc mật chỉ ông Hải biết mà ông Nhu không hay. Cho dù không ưa ông Hải, ông Nhu cũng chả làm được gì hơn. Trong gia đình đó, kẻ làm em phải chịu lép vế. Theo Lương Khải Minh, nhiều vấn đề ông Nhu rất không đồng ý với ông anh và nhiều lần công kích. Nhưng khi gặp Tổng thống Diệm thì ông Nhu lại ngồi lặng thinh không dám nói. Cũng như ông Cẩn ở miền Trung, ông không ưa gì bà Nhu, thường nặng lời công kích, mạt sát. Nhưng khi gặp anh Nhu và bà chị dâu thì ông Cẩn lại lặng thinh. Tuy cùng ở trong dinh sống chết có nhau trong 9 năm, ông Nhu rất ngại gặp ông Tổng thống. Theo sĩ quan tùy viên Lê Công Hoàng, từ khi anh vào dinh làm việc, dạo năm 1958 đến năm 1963, anh chỉ đến chào ông Nhu lần thứ nhất khi nhận việc theo sự chỉ dẫn của tham mưu biệt bộ. Lần ấy gặp ông Nhu, ông nhìn anh mỉm cười, nói mấy câu ngắn ngủi. Cảm ơn, ở đây mà làm việc. Ông Nhu hầu như không để ý đến thế giới của ông anh, kể cả cộng sự viên thân tín của ông anh. Trường hợp Lê Công Hoàng được gọi về dinh cũng đầy bất ngờ như bao nhiêu trường hợp khác. Anh đang phục vụ trong ngành công binh tại Pleiku, thì có công điện gọi về trình diện tướng Đính tại bang Mây Thuộc. Gặp tướng Đính, ông cho biết anh về Sài Gòn trình diện tổng thống. Rồi ngay đêm đó, ông Đính cho một chiếc xe jeep thật tốt, có người hậu tống đi suốt đêm từ bang Mây Thuộc về Sài Gòn. Lê Công Hoàng rất hồi hộp, không biết số phận hên xui ra sao. Sáng hôm sau, dù qua một đêm hành trình mệt mỏi, ông Hoàng cũng phải quần áo chỉnh tề, ngay ngắn. Nhưng gặp ai và ai đưa vào trình diện tổng thống. Lúc ấy Lê Công Hoàng còn là trung úy. Ông đến trình diện bộ tổng tham mưu, ở đây lắc đầu không biết. Ông đến Bộ Quốc phòng, ở đây bảo qua Lữ đoàn Liên binh phòng vệ. Bộ Tư lệnh Lữ đoàn cũng không biết và bảo qua tham mưu biệt bộ gặp Trung tá Cao Văn Viên. Bây giờ mới tìm đúng chỗ. Sau đó ông được Trung tá Viên đưa vào trình diện Tổng thống Diệm. Trước hết, ông Tổng thống lừ mắt nhìn Hoàng từ đầu đến chân. Ông nhìn thật lâu có lẽ để xem tướng Hoàng. Dùng người, ông Tổng thống có thói quen bắt tướng. Một lát ông gật đầu, hỏi qua Hoàng về gia đình. Ông hỏi Hoàng, đeo kiếm cận như vậy có bắn được không? Lê Công Hoàng đáp, dạ thưa gần à thì con bắn được. Ông Tổng thống hỏi, trúng không? Dạ, bắn được thôi, con không dám nói là trúng. Ông Tổng thống gật đầu cười. 5 năm sống cạnh Tổng thống Diệm, sĩ quan tùy viên Lê Công Hoàng cho biết rằng, ông cũng chẳng có quan niệm nào về đảng cần lao. Đã được Tổng thống tín nhiệm thương yêu thì khỏi cần đảng phái.
mà ông tổng thống cũng rất ít nhắc đến đảng. Việc đảng phái đã có chú Nhu lo, người không hề tham gia đảng phái chính trị, như đại tướng Lê Văn Tị, rất được ông tổng thống tín nhiệm thương yêu trong sự tương kính, dù có chân trong đảng hay được ông Nhu hay ông Cẩn tín nhiệm. Nhưng ông tổng thống không ưa thì đương sự cũng khó ngóc đầu lên được. Ông Nhu làm việc và tiếp khách đều theo lịch trình đã ấn định sẵn, kể cả lúc đi săn cũng thể theo chương trình. Một vài năm lại về Huế, nghỉ 10 ngày, bế quan tỏa cảng và đọc sách. Đọc sách cũng có chương trình, bằng ấy ngày nghỉ sẽ đọc bằng ấy quyển, mỗi lần đều có sổ tay ghi chép. Ông tổng thống thì không, sĩ quan tùy viên Lê Công Hoàng biết. Mỗi lần ông tổng thống đi kinh lý ở đâu, văn phòng đều có định trước chương trình. Thí dụ ông lên Đà Lạt thì 9 giờ viếng trường Võ Bị, 11 giờ đi thăm ấp chiến lược, rồi sẽ tiếp những ai. Tùy viên phải học thuộc lòng. Tổng thống hỏi phải nói ngay, không bao giờ được đưa giấy ra coi. Tuy nhiên chẳng bao giờ ông tổng thống theo chương trình, ngoại trừ trường hợp có các ông đại sứ tháp tùng. Việc tiếp khách cũng thế, theo nguyên tắc tham mưu biệt bộ sắp đặt để tổng thống tiếp ai, giờ nào, ngày nào. Nguyên tắc ấy thực tế không được tôn trọng. Chức việc văn võ đến ngồi chờ trong phòng khách, rồi tùy theo chức vụ cấp bậc và công việc gấp hay không gấp, sĩ quan tùy viên sẽ mời từng người vào hầu cũ. Lúc ấy, ông sĩ quan tùy viên trở nên quan trọng có thể nói, tùy viên khoái ai thì đưa người đó vào trước. Không có cảm tình với ai, dù ở cấp bậc cao cấp, tùy viên vẫn có thể cho ngồi chờ 2-3 giờ. Có người tổng thống tiếp 5-3 phút, có người được tiếp lâu bằng 2-3 giờ. Phía tướng lãnh, người tương đầu hợp ý với tổng thống Diệm là đại tướng Tị. Mỗi lần đại tướng Tị vào dinh gặp tổng thống, sẽ lâu hẳn 1-2 giờ. Mọi người đều xác nhận, tuy tướng Tị không có tài thao lược, nhưng lại rất tốt bụng. Tướng Tị không khúm núm, không quy lụy. Tướng Tị đầy cử ai thì xem như ăn chắc 100%. Chính tướng Tị đã đích thân tuyển chọn trung tá Sang lái máy bay riêng cho tổng thống Diệm. Về nội bộ quân đoàn, tướng Tị nói điều gì ông tổng thống tin điều đó. Tuy nhiên tướng Tị đối với tướng tá khác đều coi là đàn em, nên ông không dèm pha ai. Về việc tưởng thưởng Bảo Quốc huân chương, ông tổng thống tiết kiệm dè dặt. Ông tổng thống coi thứ huân chương này như nấc thang giá trị cao nhất, tiêu biểu cho sự nghiệp và chiến công của người được thụ lãnh. Nhưng tướng Tị đề nghị cho ai thì người ấy được ngay. Ngoài tướng Tị ra, khó lòng ai có thể đề bạt cho người này người kia được Bảo Quốc huân chương. Thí dụ trường hợp Trung tá Khôi, khi được cử đi làm tùy viên quân sự tại một quốc gia bạn, ông Khôi là một sĩ quan tham mưu, nên huy chương không có nhiều. Ra ngoại quốc làm sĩ quan tùy viên như vậy thì hơi kỳ, nên có người vận động tổng thống cho ông Khôi được Bảo Quốc huân chương. Dù là người cận thân tín nhiệm xin cho ông Khôi, song ông tổng thống vẫn gạt đi. Cuối cùng ông Khôi nghe lời bạn, cứ ra tiệm mua đại một cái Bảo Quốc huân chương đeo vào ngực cho có thể thống. Ông Nhu thì coi thường giai cấp quan lại cũ, song ông tổng thống vẫn hoài nhớ dĩ vãng xa xưa. Cho nên ông mới tái lập Kim Khánh Bội Tinh, lập lại cả chức vụ chánh phó tổng tại địa phương. Ông lại hay quan niệm gọi cấp bậc của thuộc viên từ thời Pháp. Chẳng hạn ông tá X, ông tổng thống lại thường nói, ông đội phẩm, ông này thuộc hàng xuất đội. Ông Y, ông tổng thống quen biết từ xưa nên lại thường gọi, à, ông Quyện. Không phải cứ quen thân, ông bà Nhu là được tổng thống Diệm tín nhiệm. Nhiều khi lại ở thế kẹt cứng, tổng thống Diệm nóng tính, nhưng cả nể. Cũng vì sự cả nể, nên bao nhiêu tai tiếng về Trần Văn Khiêm đến tai ông đều bỏ qua chỉ vì Khiêm là em ruột của bà Nhu. Sau đảo chánh 63, anh ta bị khép tội mật vụ. Lương Khải Minh xác nhận anh ta chả có chức vụ gì cả, không một ai giao cho anh ta công tác nào, nhưng dựa vào thế của chị, anh này ra ngoài lộng hành, nhân danh người này người kia. Khi vào dinh thì chạy lăng xăng. Nãy bà Nhu nên không ai để ý. Có mấy khi anh chàng này được gặp Tổng thống Diệm đâu. Có một lần sĩ quan tùy viên Lê Công Hoàng ghi nhận. Hôm ấy Khiêm được Tổng thống Diệm cho gọi vào.
Anh tưởng cụ ban phát chức vụ bổng lộc nên mặt mũi quan trọng, hất hàm bảo đại quý Lê Công Hoàng. Nè, ông đại quý, ông đưa tôi vào gặp cụ. Ông Hoàng đáp nhã nhặn. Thưa ông, cụ đang bận xin ông chờ. Nhưng Khiêm tra vẻ quan trọng. Tôi cần vào gặp cụ ngay. Nói xong Khiêm kéo tay nhìn đồng hồ rồi tiếp. 10 giờ tôi có hẹn gấp, tôi không thể chờ được lâu. Ông Hoàng đáp thủng thẳng. Được, xin ông cứ chờ. Đáng lý là Lê Công Hoàng đưa Khiêm vào gặp Tổng thống Diệm ngay sau đó. Nhưng trả thù cho bỏ ghét, ông Hoàng cứ để cho Khiêm ngồi chờ đến 11 giờ mới dẫn vào ý kiến Tổng thống Diệm. Sĩ quan tùy viên vừa khép cửa đã nghe thấy tiếng ông Tổng thống la mắng quát tháo Khiêm thật dữ dội. Một lát sau Khiêm đi ra mặt tái xám, tiêu nghỉu, cắm đầu, rảo bước. Ông Khiêm không có một chức vụ, một vai trò nào ấy, thế mà ở ngoài nghe thấy Khiêm ai cũng ngán Khiêm, chỉ là thứ cáo mượn oai hùm. Dưới chế độ Ngô Đình Diệm không thiếu chi những loại cáo mượn oai hùm như Khiêm. Nhưng bọn họ lại có khả năng tạo nên sự ngạt thở trong các khối quần chúng, trêu rắc thêm hoang mang trong dân gian. Đi đến đâu chúng cũng nhân danh ông này ông nọ, để lấy le cũng có, để lường gạt cũng có. Bất cứ một chế độ nào muốn vững vàng tại miền Nam, muốn cho dân chúng thương yêu tín nhiệm, thì phải sáng suốt, trừ ngay những thành phần cáo mượn oai hùm, nhất là những con cáo đó lại là bà con anh em của người cầm quyền, thì sự tác hại của nó đối với chế độ không phải là nhỏ. Gần những năm cuối cùng của chế độ, gia đình Tổng thống Diệm cũng bắt đầu phân hóa và mâu thuẫn lớn dần trong mấy anh em Tổng thống Diệm. Ông Nhu càng ít gặp ông anh Tổng thống, nhiều việc ông anh tự quyết định mà không cần hỏi chú Nhu. Ngoài Trung, ông Cẩn bắt đầu uống rượu. Trước kia ông Cẩn chỉ nhấm nháp chút đỉnh rượu lễ. Từ năm 61-62, ông đã uống cả ly lớn. Mỗi lần say ngất ngư, ông ta lại thét chửi mắng. Ông Nhu càng thêm say mê săn bắn. Đại quý Hạp, tùy viên của ông, cho biết rằng có khi ông Nhu nằm dưới hầm săn cọp 2 đêm liền, có khi phải theo ông đi bộ cả ngày trong rừng già Phan Rang. Đó cũng là dấu hiệu báo trước sự thay đổi lớn trong nội tâm của những cột trụ chế độ đang ở giai đoạn suy tàn. Trong năm 1963, giới thân cận ông Cẩn cho biết ông Cẩn ức mà thổ huyết ít nhất cũng 3 lần. Những lần ông ngồi ăn cơm với các anh, không biết anh em xào nấu nhau ra sao, người ngoài không thể biết. Ông Cẩn mặt lại đỏ gay rồi ông thổ huyết ngay trong bữa ăn. Nói nôm na tức là giận mà học máu. Ông Nhu cũng như Tổng thống Diệm bắt đầu bị ám ảnh nặng nề bởi tổ chức CIA. Ông Nhu vẫn cho rằng CIA thứ đó hết xài nổi. Dạo ấy, muốn gièm pha ai, hại ai, chỉ cần báo cáo với ông Nhu, người ấy hoạt động cho CIA, đương sự kể như tan tành công danh chức nghiệp. Thế giới của anh em Tổng thống Diệm bắt đầu xa cách nhau. Xin đưa ra một thí dụ đã nói lên sự xa cách đó. Tháng 10 năm 63, Tổng thống Diệm với sự góp ý của ông Nhu đã ra lệnh giải tán ngay văn phòng cố vấn chỉ đạo miền Trung của ông Cẩn. Ông Tổng thống cho rằng mọi công việc đều do tòa đại biểu chính phủ giải quyết. Đại quý Nguyễn Văn Minh rời khỏi chức vụ chánh văn phòng cố vấn chỉ đạo miền Trung. Đại quý Minh qua sự giới thiệu của cha Vũ Đồng, khi ông Minh còn đóng đồn ở cửa Tùng, đã trở thành người cán bộ cốt cán của ông Cẩn từ tháng 5 năm 54. Trong 9 năm sống bên cạnh ông Cẩn, hầu hết trong gia đình họ Ngô, từ ông Tổng thống đến đức cha, không còn xa lạ gì đại quý Minh. Ông Minh trở thành người trong gia đình và rất được tin cẩn. Tháng 10 năm 1963, bỗng dưng đại quý Minh bị gọi vào Sài Gòn qua thủ tục hành chánh, một thủ tục chưa bao giờ áp dụng cho những người trong nhà như ông Minh. Bộ Nội vụ theo lệnh Tổng thống đánh công điện cho tòa đại biểu chỉ thị cho ông Minh vào trình diện Tổng thống. Ông Cẩn không được hỏi ý kiến, điều ấy làm ông Cẩn tức giận không ít. Khi vào gặp Tổng thống Diệm, ông Tổng thống vẫn vui vẻ hỏi, tôi nghe nói ở ngoài đó anh liên lạc với người Mỹ nhiều lần hỉ? Đại quý Minh trình bày sự liên lạc của ông với lãnh sự và phó lãnh sự Mỹ tại Huế. Đại cương ông Minh nói, còn có gặp gỡ họ luôn, đây là theo chỉ thị của ông cậu.
Ông cậu bảo con nên tìm cách tiếp xúc với Mỹ và tìm hiểu xem thái độ của họ ra sao. Tổng thống Diệm gật đầu không nói gì. Khi Đại quý Minh trở lại Huế vào, gặp ông Cẩn và đưa ông xem sự vụ lệnh thuyên chuyển ông Minh lên trường võ bị Đà Lạt, thì vẻ mặt ông Cẩn lúc ấy đăm chiêu và lộ vẻ buồn rất sâu đậm. Ông Cẩn bảo Đại quý Minh, thôi thì anh cứ đi, ông cụ làm thế này là ông cụ đập vào mặt tôi. Hôm ấy là ngày 28 tháng 10 năm 63, Đại quý Minh sau 9 năm phục vụ bên cạnh ông Cẩn, phải thu xếp hành trang rời bỏ cố đô Huế. Có điều đáng ghi, Đại quý Minh sinh trưởng tại miền Bắc, khi trở thành chánh văn phòng của ông Cẩn mới lên 26 tuổi. Một số người vẫn cho rằng ông Cẩn không ưa người miền Bắc, nhưng trường hợp Đại quý Minh cũng như nhiều cộng sự viên thân cận của ông Cẩn gốc miền Bắc đã đủ nói lên đây chỉ là dư luận. Có lẽ dư luận ấy xuất phát từ ngôn ngữ của ông Cẩn, vì ông Cẩn hay có thói quen la thét, mẹ chả cái thằng Bắc Kỳ. Đại cương, sự xa cách trong gia đình họ Ngô là như vậy. Chỉ có thể nói là xa cách, còn sự bất hòa không mấy ai biết được ngoài trừ người thân thiết của ba anh em ông. Ông Tổng thống nóng nảy, chửi ai thì chửi thẳng vào mặt. Ông Nhu không ưa ai nhưng vẫn cười nở miệng, lạnh lùng khó hiểu. Ông Cẩn hay quát tháo, sử dụng ngôn ngữ bình dân với thái độ hết dịch kiểu tổng lý thời xưa. Uy quyền. Đáng lý ra, những tiểu tiết thuộc vấn đề nhân sự không nên trình bày ở thiên bút ký này, song có một điều giản dị, chính những tiểu tiết vụn vặt nhiều khi lại hỏng đại sự. Tổng thống Diệm có cái uy của người lãnh đạo tối thiểu, nhưng ông lại luôn luôn bị chi phối ràng buộc bởi những chi tiết vụn vặt do cá nhân của ông cũng như sự dị biệt trong cá tính của anh em ông. Về ông Ngô Đình Nhu, ai cũng phải nhận rằng ông rất giỏi, thông minh, am tường và thông suốt nhiều vấn đề. Nhưng ông kiêu ngạo quá, tính tình lại lạnh lùng, khép kín. Tổng thống Diệm là một người nhiều tình cảm, tốt bụng. Nhưng chữ lễ, chữ nghĩa theo tiết độ của Nho gia đã trở thành cái khung chắc nịch nhốt ông vào đó. Do đó mà cái tôi tình cảm của ông không thể hiện được ra ngoài để thâu phục nhân tâm và hỗ trợ cho cái uy sẵn có của ông. Sau 1963, phải nhìn nhận rằng trong hàng lãnh đạo quốc gia tại miền Nam, chưa một nhà lãnh đạo nào chứng tỏ có cái uy như ông. Đó là ưu điểm và là điều cần thiết số một của một ông quốc trưởng, nhất là quốc trưởng một nước chậm tiến. Không có uy thì quốc gia còn gì phép tắc, thể thống và uy quyền. Những người thân cận đều xác nhận rằng phải sống lâu với ông Tổng thống mới nhận ra con người thật của ông. Con người ấy lại luôn luôn bị tình cảm chi phối, ông cả nể và cả nghe. Năm 1959 là năm ông đang say mê với công cuộc khẩn hoang và phát triển đồng điền. Cho nên, nếu ai khéo nói, khéo trình bày hợp lý, ông Tổng thống đều chấp thuận cho khai thác rừng để lập đồng điền. Ông Tấn Xuân là một trong những người được ông cho phép khẩn hoang hàng trăm mẫu rừng tại Phước Long để trồng cao su. Có một báo cáo mật của địa phương cho rằng, ông Tướng Xuân chỉ giả vờ lấy cớ trồng cao su, mà thật ra là để phá rừng lấy gỗ bán. Sau đó ông Tổng thống có xem xét lại rồi gạt bản báo cáo đi, mắng một ông bộ trưởng. Bậy bạ, người ta làm cho quốc gia mà, mình cứ phá. Ông Tổng thống tin mọi người cũng ngay thẳng như ông, nên đã bao nhiêu giấy phép cho cúp rừng để lập đồng điền khai hoang nhưng đồng điền chỉ là cái cớ. Đây là ông Tổng thống ký thế mà ông vẫn tin. Định mệnh, an bài. Khoảng năm 56-60 có tin đồn Đại tướng Thái Quang Hoàng sẽ thay Đại tướng Tị. Cũng như năm 61 có tin tướng Khánh sẽ thay Thế tướng Tị. Theo Lương Khải Minh, Đại tướng Tị mới là cánh tay mặt của Tổng thống Diệm. Nếu tướng Tị không đi Mỹ chữa bệnh thì chẳng bao giờ tướng Đôn trở thành quyền tổng tham mưu trưởng. Như lịch sử đã an bài, không ai lúc đó có thể ngờ rằng sự thay đổi chức vụ tổng tham mưu trưởng lại trở thành một trong những yếu tố làm chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ. Tổng thống Diệm được một bác sĩ Mỹ cho biết bệnh ung thư phổi của tướng Tị không thể nào chữa khỏi và chỉ còn chờ ngày chết. Những người thân xin để đại tướng Tị qua Pháp điều trị. Ông Tổng thống gạt đi và quyết định đưa đại tướng qua Mỹ
Từ bao lâu rồi, ông Tổng thống Yên Trí chỉ có Mỹ mới giỏi về khoa học. Ông Tổng thống muốn tự tay ông lo cho tướng Tị. Ngày trước, Đại tướng Tị lên đường sang Mỹ chữa. Ông có đến cáo biệt Tổng thống Diệm. Hai người tâm sự một lúc lâu. Ông Tổng thống hỏi, bà thân mẫu của Đại tướng còn không? Rồi ông Tổng thống tâm tình. Tôi thì thân mẫu còn sống, thân mẫu tôi đã già rồi, tôi cũng phải cố giữ gìn thân thể để còn trả chữ hiếu cho mẹ. Tổng thống quý mến tướng Tị trước hết vì tướng Tị thật thà, lại hay hàn huyên tâm sự với ông tổng thống. Tướng Tị có thể tiếp chuyện với ông tổng thống lâu cả 1 2 giờ không phải vì chuyện quốc sự hay quân cơ, mà thường là chuyện tình cảm. Tướng Tị là một trong mấy tướng chỉ xưng tôi mà không dùng tiếng con đối với tổng thống. Đại khái tướng Tị thường nói, thưa tổng thống, tôi xin trình là tổng thống, tôi xin thưa tổng thống. Tướng Tị ăn mặc rất chỉnh tề, đúng quân phong quân kỷ. Mỗi lần vào phòng tổng thống, tướng Tị đều chào kính theo đúng quân cách. Đó là điều ông tổng thống rất thích. Một ưu điểm khác nữa là tướng Tị không xin xỏ lôi thôi, không kéo phe kết đảng. Ông nói năng dõng dạc, nhưng khi tâm tình với tổng thống lại trí trọn tỏ ra tương đắc. Phần thứ năm đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ sáu.